Bảy bí ẩn ly kỳ và thú vị về cá chép. Tại sao ông công ông táo chỉ cưỡi cá chép trầu trời? Những loại cá chép siêu to khổng lồ trông như thế nào? Và đâu là những siêu cá bạc tỷ chỉ đại gia mới có thể sở hữu đây? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Ở đây có nhà bạn nào nuôi cá chép hay không thì comment điểm danh và chia sẻ ngay xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Các bạn thân mến, ngày 23 tháng Chạp đang đến gần. Đây chính là thời điểm mà nhà nhà người người cúng tiễn ông công ông táo về trầu trời, kèm theo việc đi thả cá chép ra sông hồ để làm phương tiện cho các ông táo di chuyển. Tuy nhiên thì đi thả cá chép bao nhiêu năm nay và thậm chí cũng ăn rất là nhiều cá chép rồi nhưng chưa chắc chúng ta đã biết hết những biển ly kỳ xung quanh loài cá đặc biệt này đâu nha. Vậy thì có những biển bất ngờ ra sao đây? Hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và giải mã trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên đó chính là nguồn gốc bất ngờ. Các bạn thân mến, nhắc tới cá chép thì hẳn ai cũng nghĩ ngay tới loài cá nước ngọt phổ biến, có cả ở sông, suối, lẫn ao hồ và là một trong những món ăn rất bổ dưỡng quen thuộc đối với người Việt Nam chúng ta. Thế nhưng, có một điều bất ngờ mà rất ít người biết đến đó là loài cá chép chúng ta thường thấy ngày nay có nguồn gốc từ lưu vực nước mặn như là Biển Đen, Biển Ara và Biển Caspi. Từ đây thì chúng bắt đầu lan ra Siberia, Trung Quốc và trải rộng xuống phía Tây. Và người La Mã cổ chính là những cư dân đầu tiên của châu Âu nuôi cá chép. Họ học được từ người Trung Quốc và Nhật Bản. Qua thời gian, nhờ vào các hoạt động của con người, cá chép xuất hiện ở tất cả các châu lục trên thế giới và sinh sản rất nhanh. Một con cá chép cái trưởng thành có thể đẻ tới 300.000 trứng trong một lần đẻ. Tuy nhiên, kỳ lạ là những môi trường sống đầu tiên của chúng là ba vùng Biển Đen, Biển Ara, Biển Caspi thì gần như chẳng còn bóng dáng của con cá chép nào nữa. Phải chăng theo thời gian, chúng đã dần tiến hóa và không còn thích nghi với những vùng nước mặn mòi nữa, nên giờ chúng ta chỉ có thể tìm được cá ở vùng nước ngọt mà thôi. Và kế tiếp là một sự tích vô cùng bất ngờ và đầy ý nghĩa về loài cá chép. Thứ hai, sự tích cá chép hóa rồng. Các bạn thân mến, tương truyền tại vùng đất Thần Châu, tức là chỉ đất Trung Quốc ngày xưa, có một dòng sông linh thiêng gọi là sông Hoàng Hà. Giữa dòng chảy xiết, ồ ạt như thác lại có một ngọn núi sừng sững mang tên Long Môn hay còn gọi là Cửa Rồng mà từ trước thì chỉ có thần Long mới vượt được qua thôi. Thế rồi, vào một hôm nọ, Thần Châu hạn hán liên miên vì số rồng tạo mưa quá ít. Ngọc Hoàng Thượng Đế bèn tổ chức một cuộc thi hóa rồng cho các loài vật biển nhằm chọn ra một con vật xứng đáng hóa rồng cứu dân khỏi hạn hán. Nhưng mà ròng rã suốt một tháng trời, không có một sinh vật nào có thể vượt qua nổi. Có con thì chỉ mới qua cửa một, thì đến cửa thứ hai đã trượt thẳng cẳng. Có con thì mới thấy Long Môn cào chót vót là lập tức quay xe bỏ cuộc luôn. Duy chỉ có cá chép là mặc mưa, mặc gió vẫn mạnh mẽ vượt qua và hóa thành rồng, hoài phong lẫm liệt, phun mưa tới đâu, vạn vật hồi sinh tới đó, khiến cho muôn loài đều ngưỡng mộ. Kể từ đó, đã có không ít cá chép đua đòi đến Vũ Môn thử sức, nhưng mà dù có cố gắng đến chảy ra chóc vẩy vẫn không thể vượt qua. Quá là bất mãn, chúng kéo nhau đến gặp vua Thủy Tề xin hạ thấp Vũ Môn xuống để tất cả cá chép đều có thể dễ dàng nhảy qua. Và bất ngờ là vua cũng đồng ý, tất cả chúng đều được trở thành rồng luôn. Ban đầu chúng rất là vui sướng vì thỏa ước nguyện, nhưng mà sau một thời gian, cá chép cảm thấy tẻ nhạt. Chúng tự hỏi, ô thế làm rồng hay làm cá chép thì có khác gì nhau? Thế là đàn cá chép lại cùng nhau gặp vua Thủy Tề để than vãn rằng chúng phải nhọc sức vượt Long Môn để hóa rồng. Vậy mà khi trở thành rồng rồi thì lại chẳng có gì thú vị hơn làm cá chép. Lúc này, vua mới cười lớn và nói rằng, kỳ thực trong các ngươi chưa ai có thể trở thành rồng cả. Long Môn mà các ngươi dễ dàng nhảy qua cũng là giả. Nếu không tất cả cá chép đều thành rồng dễ dàng thì rồng rốt cuộc cũng chỉ là một tên gọi khác của loài cá chép mà thôi. Còn nếu các ngươi muốn biết rồng thật sự khác cá chép thế nào thì chỉ có một cách duy nhất là bằng mọi giá vượt qua Long Môn thật. Khi đó, ai chỉ là cá còn ai là rồng thì các ngươi sẽ phân biệt được ngay. Tóm lại, tất cả cơ hội đều chia đều cho mỗi người, nhưng thành hay bại lại là do bản thân nỗ lực của mỗi người là khác nhau, chứ không phải bởi tiêu chuẩn ấy có hạ thấp hay là không. Cũng giống như cá chép, mà muốn hóa rồng thì phải trải qua một quá trình tu dưỡng tâm tính, kiên trì, sẵn sàng vứt bỏ bản thân, một lòng hướng về những người dân đang cần được cứu giúp, một tấm lòng đầy từ bi và thiện lương thì chắc chắn thành quả sẽ được như ý nguyện. Và cũng giống như các bạn học sinh, học giỏi, vất vả học hành để thi đỗ trường nọ trường kia, không phải là để chúng ta ra oai với bạn bè hay là lấy danh tiếng về cho bố mẹ gia đình, mà chính là để sau này các bạn sẽ dùng chính năng lực thực có của mình để cống hiến cho đất nước, cho xã hội ngày càng giàu có, phồn vinh và tươi đẹp hơn. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng giải đáp một câu hỏi quốc dân mà chắc hẳn là rất nhiều người chưa giải đáp được đâu. Thứ ba, tại sao ông công ông táo chỉ cưỡi cá chép về trầu trời? Các bạn thân mến, ngày 23 tháng Chạp đang đến gần. Đây chính là thời điểm mà nhà nhà, người người cúng tiễn ông công ông táo về trời bằng cá chép. Vậy thì tại sao không phải là rồng, công, phượng hay là chim chóc khác mà cứ phải là cá chép mới chịu?
ông và cá chép thì nào có bay được như chim đâu nhở. Và theo như mình tìm hiểu thì tục cúng ông công ông táo trong tín ngưỡng văn hóa Việt Nam là có nguồn gốc từ ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ của lão giáo Trung Quốc. Và xưa kia, người dân Trung Quốc thường làm lễ cúng thần một con ngựa giấy, hai con cá, không nói rõ là cá gì, và một thủ lợn ninh nhừ làm đồ ăn cho các táo. Nhưng sau khi du nhập về đất nước ta thì đã được Việt hóa thành sự tích táo quân, hai ông một bà, gồm vị thần đất, vị thần nhà và vị thần bếp núc. Tuy vậy, người dân vẫn quen gọi chung là táo quân hoặc là ông táo, và lễ cúng thường là mâm cơm thịnh soạn cùng với một con cá chép để làm phương tiện cho ông táo lên chầu trời, tấu trình một năm đã qua giới hạn giới cho Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngoài ra thì theo giáo sư Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, trong âm dương, cá chép tượng trưng cho tính âm đồng nhất với mặt trăng nên có thể bay lên được. Và hơn nữa, trong sự tích cá chép hóa rồng, hình tượng cá chép còn được coi là một con vật linh thiêng của thiên đình, mang ý nghĩa là sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền bỉ và tượng trưng cho nhân cách thanh cao, tiềm ẩn hướng đến một kết quả tốt đẹp. Và vì tất cả những lẽ trên, cá chép được xem như là phương tiện đi lại duy nhất của ông công ông táo về trời mà không thể thay thế bằng bất kỳ một con vật nào khác. Tuy vậy thì cá chép cũng có loại nọ loại kia các bạn ạ, chứ cứ như mấy cái con cá sau đây thì đúng là quá nguy hiểm và đáng sợ luôn. Thứ tư, cá chép từng bị cấm vì quá hung dữ. Ôi trời ơi, thật hay đùa đấy. Vừa mới ca ngợi hết lời, tung hô khen đủ thứ, thế mà giờ chị Kính Lúc lại bảo hung dữ là như nào đây. Ấy ấy, các bạn cứ bình con nhà bà Tĩnh nha. Vì chuyện cứ tưởng đùa này nhưng hoàn toàn là có thật. Khi mà cá chép châu Á ASEAN Cup từng là cơn ác mộng kinh hoàng đối với người dân Mỹ và Canada, đến nỗi mà các nhà chức trách phải mất ăn mất ngủ đi tìm giải pháp để ngăn chặn sự quấy phá của những con sông, hồ lớn của họ. Được biết thì người Mỹ đưa cá chép châu Á vào những ao đầm ở miền Nam trong những năm 70. Họ dùng cá chép để làm sạch ao nuôi cá tra, giúp chúng mạnh khỏe hơn. Tuy nhiên, sáng kiến xanh này trở nên phản tác dụng khi mà cá chép thoát ra môi trường bên ngoài, đe dọa cuộc sống của các sinh vật thủy sinh ở địa phương. Nhưng điều mà họ không thể lường trước được là loài này ăn rất tạp, không chỉ hung dữ mà chúng còn sinh sản nhanh đến chóng mặt, nên đã trở thành loài vật có khả năng xâm thực, gây nguy hiểm cho các loài bản địa và con người. Tại các ao hồ có chúng sinh sống, chỉ cần nghe tiếng thuyền là chúng ồ ạt nhảy lên như chết đói, tấn công không ngừng vào con thuyền lẫn con người. Nhìn mấy em này nhảy tanh tách thế kia thì đúng là được cái ăn lắm, bơi giỏi bơi cao thì không ai bằng luôn. Và điều đó đã khiến cho chính quyền phải đề xuất ý tưởng biến cá chép thành thực phẩm, giúp giảm thiểu số lượng của chúng. Thế nhưng mà có phải là ai cũng thích ăn cá như là nước mình đâu. Ui rồi, mấy quả này mà ở Việt Nam thì co mà còn mỗi cái ao ấy chứ mang cá về cho mẹ phút mốt là xong ngay. Tuy nhiên, bất ngờ chưa dừng lại ở đó, khi mà thế giới cá chép còn có những em siêu đắt đỏ, nhìn giá đúng là khóc thét luôn. Thứ năm, choáng ngợp trước những loài cá chép đắt nhất trên thế giới. Chắc chắn rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa. Tên tên, xin giới thiệu, cái tên vàng trong làng đắt đỏ chính là cá chép con Nhật Bản. Được biết, loài cá tranh sản này có nguồn gốc từ những năm 1700 ở Nhật Bản. Đến năm 1914, để tôn vinh hoàng tử Hirohito, Nhật Bản đã cho triển lãm giống cá chép koi đầu tiên mang tên Niigata Koi. Và từ đây, cá chép Nhật với hai màu chủ đạo là đỏ và trắng được tôn vinh và săn lùng trên khắp thế giới. Đến ngày nay, để sở hữu một chú cá chép koi được xem là đẹp thì chúng ta phải tốn từ vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu hay thậm chí là vài chục tỷ cũng có luôn. Được biết, lịch sử đã từng ghi nhận trường hợp cá chép koi S. legion dài hơn 101cm cùng với hai màu đỏ trắng đặc trưng được bán với giá 203 triệu yên, tương đương với gần 40 tỷ đồng. Kinh khủng khiếp không kém thì chính là Aoki Koi Farm, một chú cá koi thuộc dòng Koi Showa cao cấp có xuất xứ từ châu Á, đã được bán với giá 2,2 triệu đô, tương đương với khoảng 50 tỷ đồng. Quả là một con số quá khủng khiếp cho một chú cá cảnh phải không nào? Và ở đây có nhà bạn nào mà nuôi cá koi hay không thì comment chia sẻ ngay xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Nhà bạn nào mà có hồ cá koi thì đúng là rich kid chính hiệu luôn. À mà đây, tiện khoe với các bạn một số video mà mình quay ở khu du lịch gần nhà mình đây này. Nhìn từng đàn nhâu nhâu đủ màu sắc, trông đẹp thực sự luôn. Và chưa dừng lại ở đó đâu nha. Ngay sau đây còn có những loài cá với sắc vóc siêu to khổng lồ mà chưa chắc bạn đã từng thấy bao giờ đâu. Thứ 6, kinh ngạc trước những con cá chép siêu to khổng lồ. Cho mình hỏi là con cá chép to nhất mà các bạn đã từng bắt gặp là nặng bao nhiêu? 5 cân, 7 cân hay là 10 cân? Nhưng mà chắc chắn là chưa bạn nào từng thấy một con cá chép siêu khổng lồ tới 105 cân đâu nhỉ?
Được biết, đây chính là thành quả của cần thủ John Harvey 42 tuổi câu được ở một hồ nước lớn tại Thái Lan và phải nhờ đến hai thanh niên cao to vạm vỡ gần đó mới có thể vật lộn thành công vớt nó lên bờ sau 80 phút ròng rã. Hay trước đó là vào năm 2016, một người đàn ông có tên là Tim West, 57 tuổi, cũng đến từ Anh, bắt được con cá chép Siamese nặng hơn 100kg tại khu hồ ở huyện Ban Pong, tỉnh Ratchaburi, Thái Lan. Nhưng dường như con cá chép này bé hơn một chút so với con cá chép mà John câu được. Ngoài ra thì cái tầm cỡ vài chục cân là cũng ối người bắt được rồi ấy chứ. Wow, công nhận là con nào con thấy nhìn đúng là khủng khiếp thật sự các bạn nhở. Phải mình á, mình tưởng quái vật con mà chạy mất dép luôn ấy. Và cuối cùng sẽ là một điều vô cùng đặc biệt chỉ có ở cá chép mà thôi. Thứ 7, linh vật siêu may mắn. Không biết là ở đây các bạn có hay để ý hay không, chứ mình thấy những bức hình cá chép rất chi là tâm linh đấy nha. Nào là cá chép chơi trăng không thể thiếu mỗi đêm rằm tháng 8, là con vật được chọn vào lễ phóng sinh rằm tháng 7 trong Phật giáo, hay nổi tiếng trở thành hình tượng được vẽ trong bức tranh cá chép của làng tranh Đông Hồ, rồi thì còn là phương tiện đi lại của ông công ông táo mà mình vừa mới kể trên khi về chầu trời nữa chứ. Chưa kể, cá chép còn được xem là linh vật phong thủy có khả năng chiêu tài khí, tạo may mắn về tài lộc và trong kinh doanh của gia chủ. Hình cá koi còn được phối hợp với nhiều hình họa, văn hoa khác nhau có ý nghĩa là hữu dư, tức là giàu có, tức là dư thừa của ăn của để, nên là được nhiều người ưa chuộng mua tranh về bày hoặc khá giả hơn thì nuôi luôn trong nhà một hồ to tướng. Mà không chỉ có riêng ở châu Á đâu nha, các nước châu Âu cũng rất là thích cá chép luôn. Từ xa xưa thì loài cá này còn được cho là đem lại niềm may mắn và thịnh vượng. Hay như ở Trung Quốc thì cá chép còn gắn liền với hình tượng Quan Âm Bồ Tát. Các ngư dân thường cầu nguyện Quan Âm để được bình an trong những chuyến đi đánh cá. Vì thế mà Quan Âm cũng có biệt hiệu là Quan Âm Nam Hải hay là Quan Âm Đông Hải. Và nhất là tại đất nước Nhật Bản, từ cuối tháng 4 trở đi thì khắp nơi ở Nhật đều treo cờ cá chép để hưởng ứng ngày trẻ em Kodomo no Hi, hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 dương lịch. Cờ cá chép thông thường trên cùng là một dải cờ tua rua nhiều màu sắc và bên dưới là ba con cá chép với mong muốn các bé trai trưởng thành khỏe mạnh, có sự nghiệp trong tương lai và sẽ thành danh như là cá chép hóa rồng. Đặc biệt hơn, theo tâm linh thì những con cá chép còn có thể đuổi ma, ngay cả những linh hồn mang oán khí lớn nếu gặp phải những con cá chép koi đều phải chạy trốn. Do đó nếu mà gia đình nào mà đến cả cá koi cũng không sống nổi thì hãy xem lại phong thủy trong nhà xem có vấn đề gì không nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và giải đáp 7 bí ẩn ly kỳ thú vị xung quanh loài cá chép vô cùng đặc biệt và ấn tượng. Và các bạn cảm thấy sự thật nào gây cho các bạn nhiều bất ngờ nhất thì đừng quên comment bày tỏ quan điểm và suy nghĩ cho mình biết nhé. Nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.